Chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm một cái trang web giải trí ha. Để làm một trang web giải trí, các bạn cần có một cái tên miền, hoặc mình có thể tạo một cái subdomain. Ví dụ mình có cái trang này đăng.vn. Sau đó mình sẽ làm một cái subdomain là video.đăng.vn ha. Đó. Thì để tạo cái subdomain, các bạn có thể xem lại cái video của mình đã hướng dẫn trên YouTube bằng vào youtube.com xịt tủ sách vàng. Mình sẽ tìm cái từ khóa là subdomain ha. Subdomain. Rồi, mình tìm kiếm. Đó. Thì các bạn có thể xem lại cái video tạo subdomain cho website của mình hướng dẫn để tạo cái subdomain làm một cái trang web giải trí ha. Ok. Thì mình sẽ demo cho bạn xem cái trang web giải trí với subdomain là video.đăng.vn ha. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ đăng nhập vào admin. Các bạn sẽ cài một cái theme. Mình sẽ cài một cái theme ha. Mình vào giao diện. Giao diện. Mình thêm mới. Và mình sẽ tải giao diện lên ha. Các bạn vào đăng.vn, sau đó mình download. Vào download. À không, các bạn vào đăng.vn ha. Sau mình search cái từ khóa là video. Video ha. Đó. Thì đây là cái trang chia sẻ những cái theme WordPress của các nhà cung cấp ở đây ha. Các bạn có thể tải về. Đó. Ví dụ mình tìm đến một cái theme dân care video này ha. Nhấp vào xem. Đó. Các bạn có thể nhấp vào xem demo của nó. Đó, giao diện này cũng làm video cũng khá đẹp ha. Đó, mình nhấp vào xem phim thì nó sẽ hiện một cửa sổ ở đây cho mình xem. Và mình sẽ kiểm tra coi nó có giao diện mobile hay không ha. Các bạn thu nhỏ cửa sổ lại. Đó, nó có giao diện mobile ha. Rồi, mình sẽ tiến hành cài cái theme này. Các bạn sẽ nhấp vào nút download. Và mình tải cái theme này về ha. Đó. Thì cái trang web đăng.vn này có rất là nhiều theme miễn phí, họ có phí nhưng mà các bạn vẫn xài miễn phí được ha. Mình sẽ test coi cái nào đẹp, mình xài thử, nếu mà thấy ok thì các bạn có thể mua luôn cũng được, hoặc mình cũng có thể xài miễn phí nhưng mà không được cập nhật ha. Ok, rồi các bạn tải được cái file này về, sau đó mình giải nén ra extract file. Rồi mình xóa luôn cái tập tin này. Sau mình vào thư mục của nó. Mình vào thư mục video này ha. Đó, thì đây đúng là cái mã nguồn của cái theme. Mình sẽ nhấp chuột phải và mình compress lại ha. Mình nén thành đuôi chấm zip lại. Rồi, cho mình kéo ra desktop. Rồi mình xóa thư mục này đi. Đó. Thì đây là cái thư mục để các bạn cài trực tiếp lên website. Ok. Mình sẽ tải, mình chọn file ha. Chọn file. Rồi desktop, chọn cái file video.zip này nè. Sau đó nhấn vào nút cài đặt. Đó.
và mình kích hoạt luôn ha. Sau đó mình sẽ xóa những cái theme cũ này đi. Đó. Thì trên này nó yêu cầu mình cài những cái lead-in đi kèm với cái theme này ha. Và mình nghĩ các bạn cũng không nên cài, vì cài nó sẽ cái theme, cái website mình rất là nặng. Đó. Thì mà mình cũng chưa ứng dụng đến những cái, chưa dùng đến những cái lead-in này cho nên mình chưa cài ha. Ok, mình tắt nó đi. Rồi. Sau mình sẽ ra trang chủ mình xem. Đó, giao diện nó vậy ha. Rồi, sau widget mình xóa những cái widget này đi, vì mình đã cài trước rồi. Thì mình xóa đi, mình demo lại cho bạn xem. Ok. Rồi mình ra trang chủ mình xem ha. Đó. Nó vậy á, nó chưa có gì cả. Sau đó mình sẽ làm nội dung ha. Thì để tạo cái data feed up lên website, các bạn sẽ vào youtube.com ha. Mình sẽ tìm một cái kênh, cái kênh uy tín để mình làm. Làm về giải trí thì các bạn có thể tìm về lĩnh vực ca nhạc, hoặc phim ảnh, hoặc hài kịch ha. Những cái clip hài. Đó. Mình có thể tổng hợp cả ba cái lại đưa vào website luôn. Thì ở đây mình sẽ làm về ca nhạc đi. Mình sẽ tìm cái kênh tên là Thúy Nga ha. Thúy Nga. Thúy Nga by Spinai á. Ok. Đó. Thúy Nga ha. Và cái video của nó ở đây được bao nhiêu video đây? Được có giới thiệu. Kênh. Rồi. Mình sẽ tải hết những cái video của Thúy Nga về lên website của mình ha. Đó. Ok. Thì để lấy được cái danh sách những cái video của Thúy Nga, các bạn có thể xem lại cái video của mình hướng dẫn cách làm ha. Mình vào tủ sách vàng. Sau bạn tìm cái từ khóa là YouTube đi. Đó. Thì ở đây mình có hướng dẫn các bạn lập danh sách những cái video trên kênh YouTube ha. Các bạn có thể xem cái video này để lấy những cái, để lập danh sách những cái video trên kênh Thúy Nga. Ok. Rồi. Sau khi các bạn làm theo hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ được cái file này, file Excel ha. Đó. Thì cái cột A của nó là cái tiêu đề, tiêu đề của cái video. Cột B của nó là cái ID ha, ID của cái video đó. Ok. Sau đó mình sẽ làm cái data feed. Các bạn vào đăng.vn. Sau mình vào download ha. Mình sẽ tải cái data feed về. Mình tải cái mẫu thôi. Ví dụ cái mẫu video này của mình nè. Các bạn nhấp chuột phải và tải xuống ha. Rồi. Mình sẽ mở cái file video này lên. Đó. Thì đây nó là cột tiêu đề. Còn đây là cái ID ha. Và mình sẽ copy cái phần sau của nó. Copy ha. Copy cái từ cái ifarm này đến đến hết đến cái số thứ tự này mình copy. Đó, mình dán vào đây cái thư mục Thúy Nga, cái tập tin Thúy Nga của mình. Đây. Mình dán vào đây ha, dán tiếp vào đây. Đó.
Và mình sẽ cho nó đánh số thứ tự cho các cột này. Cột C, cột D, E, F, G, Y. Ok. Thì cái cột C á là cái phần đầu của cái mã nhúng nhúng của cái video á. Đó. Và cột D là cái phần đuôi của cái mã nhúng. Và cột E này nó là một cái hàm kết hợp C, B và D ha. Nó ghép ba cái này lại, C, B và D ghép lại. Tương tự cột F cũng vậy. Cái này là cái mã nhúng của cái video ha. Và cột F là cái đầu tiên, cái link ảnh, cái link hình ảnh đến cái video á. Và cột G này là cái đuôi của cái ảnh. Và mình sẽ ghép lại bằng cái cột H này là F, B và G ha. Ok. Và cái cột Y này là cái số thứ tự. Mình dùng hàm round trừ 1. Rồi. Các bạn sẽ copy những cái hàm này. Copy ha, sau đó mình quét chọn cho đến dưới bên dưới. Đó, mình quét chọn tới đây. Mình dán ha. Đó. Thì các bạn sẽ được một cái file Excel, file data sheet ha. Đó, data sheet 650 cái video. Có một số hàm nó bị lỗi nè. Là do mình lấy cái link nó bị sai ha. Ok. Cho nó là dấu trừ hay sao á. Rồi, có một số hàm bị lỗi. Không sao hết, mình sẽ xóa những cái đó đi ha. Rồi. Mình sẽ dùng hàm fill rồi và mình lọc lọc lại bác này đi, chọn name này thôi. Đó, cuối cùng không có bị lỗi gì hết. Đó. Ok rồi, mình mở lên tất cả ha. Đó, nó hết lỗi rồi đó. À, vẫn còn. Không hiểu sao mà nó lúc mình lọc xong thì nó không bị lỗi. Rồi, không sao. Rồi các bạn sẽ vào file CS và mình đưa qua desktop ha. Bạn chọn đuôi của nó là UT Unicode Test và mình lưu lại. Ok. Rồi mình sẽ tắt cái file Excel này đi. Tắt hết đi ha. Đó. Xóa này luôn. Cuối cùng mình được cái file Thúy Nga TXT này. Rồi các bạn sẽ copy cái khoảng trắng từ A đến B. Copy ha. Mình vào Edit, Relax. Dán vào đây. Mình thay thế nó bằng cái dấu phẩy. Relax on ha. Rồi, sau mình lưu lại file CS. Encoding là UTF-8 ha. Và mình sửa cái đuôi của nó là CSV. Ok. Rồi, các bạn sẽ mở cái file tiếng Nga này lên xem. Đó, mình coi có bị lỗi gì không ha. À, vẫn còn bị lỗi cái name này nè. Nó kệ nó ha. Rồi. Sau đó các bạn sẽ vào cái website của mình, vào trang admin đó. Các bạn sẽ cài một cái let-in vào gói mở rộng và cài mới ha. Đó, mình sẽ tải let-in lên, chọn file. À, mình chưa tải file về. Các bạn sẽ vào
cái driver của mình vào download nè, sau đó mình vào let in, vào sản phẩm, mình tải cái WP Onimbot Pro này về ha, tải về. Đó. Rồi. Thì mình xong ha. Đó, mình sẽ chọn file. Chọn file. Các bạn đợi cho nó tải về cái. Vào chọn file. Chọn cái file WP Onimbot RAW này nè, open lên. Rồi. Chọn file đó, sau đó mình sẽ nhấn vào nút cài đặt luôn. Cái let in này nó sẽ cho các bạn cài tự động lên ha, đăng tự động, đăng bài viết tự động lên website. Let in này rất là hay, mình có hướng dẫn, mình đã hướng dẫn sử dụng let in này rất nhiều trong những cái video trước đó, để mình có cái nội dung cho website ha. Rồi, sau mình sẽ kích hoạt lên luôn. Rồi, sau khi cài let in này xong, các bạn sẽ có cái nút on import đây. Mình vào new import ha. Mình sẽ upload một cái file lên. Chọn cái file thiên nga CSV này, open lên. Đó. Đó, mình kéo xuống qua tab thứ, qua bước 2. Bước 2 xong mình sẽ qua bước 3. Bước 3 thì các bạn sẽ kéo cục A vào nó thành tiêu đề ha. Phần văn bản thì các bạn chọn bên văn bản ha. Và mình sẽ kéo cái mã nhúng của cái YouTube vào. Rồi, và mình enter xuống ha. Tiếp theo các bạn sẽ viết một cái đoạn mô tả cho nó. Ở đây mình không mô tả mà mình làm quảng cáo cho cái dịch vụ của mình ha. Mình vào đăng.vn. Rồi. Mình sẽ mở một cái bài viết lên. Mình sẽ copy cái đoạn quảng cáo này. Copy và mình dán vào đây. Đó. Rồi mình sẽ qua phần trực quan mình xem ha. À, mình dán đoạn code ở đây luôn chứ. Rồi mình dán đây ha. Rồi mình qua trực quan mình xem. Đó. Thì đây mình sẽ cho nó cái link. Link là https 2 chấm sự sự youtube.com sự tủ sách vàng ha. Rồi, ok. Đó, và trên này mình cũng cho nó cái link luôn. Rồi, ở đây mình sẽ bỏ mấy dấu chấm này. Rồi, sau đó mình sẽ cho nó canh giữa luôn ha. Đó. Và mình qua tab văn bản mình sẽ kiểm tra lại. Đây các bạn sẽ cho nó target bằng lăng luôn ha. Bằng lăng để nó chuyển sang một cái tab mới. Đó. Mình sẽ copy cho những cái bên dưới. Rồi. Sau mình review ha. Mình xem lại. Đó. Vậy là ok ha. Rồi. Các bạn sẽ kéo xuống đến cái image. Mình kéo cái link ảnh mình vào, đó là cái cột H này nè. Kéo vào.
Và mình chọn nếu không có hình ảnh thì nó sẽ lưu vào thùng rác ha. Đưa vào thùng rác. Và cell này mình cũng cell cho cái tiêu đề của mình là cục A. Copy luôn ha. Và mình dán vào cái phần mô tả ở đây. Thẻ an và mô tả cũng là cục A luôn. Mình đổi tên cho nó luôn ha. Cục A luôn. Rồi. Tiếp tục cái phần category cho nó cái chuyên mục. Chuyên mục là Thúy Nga ha. Thúy Nga. Ok. Và mình sẽ lưu lại. Lưu lại ha. Lưu lại những cái bước, những cái thao tác của mình. Chọn chữ video. Rồi, mình sẽ qua bước 4. Rồi, mình sẽ cho nó một cái URL cũng là cục A luôn. Rồi, mình qua bước 5. Và mình cho nó chạy luôn ha. Ok. Đó, nó chạy rất nhanh ha. Rất nhanh. Có khoảng 1 phút là nó chạy xong hết. Ok. Chạy gần xong hết rồi. Rồi, nó đã đăng cho mình 650 bài ha. Và bài viết mình xem. Đó, nó có 6 bài bị lỗi do nó bị cái dấu trừ trước cái cell á. Nên bị lỗi mình sẽ xóa 6 bài nháp này ha. Xóa đi. Rồi mình vào thùng rác mình xóa luôn. Cuối cùng chỉ còn được 631 bài ha. Ok. Và mình sẽ ra trang chủ mình xem. Đó. Đẹp chưa? Ở đây nó có cả phần số để mình chuyển những cái video mới ha. Chuyển sang những cái video tiếp theo. Đó, nó có chữ reverse và next. Ok. Rồi mình sẽ chỉnh lại cho trang chủ này nó đẹp tí. Ở đây phần widget. Phần widget. Mình sẽ vào widget mình thêm ha. Đó. À, mình cho nó một cái thanh tìm kiếm đi. Tìm kiếm đây. Cho vào Grammarly Sidebar ha. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho nó cái fanpage. Fanpage thì bạn vào đăng.vn để mình lấy cái mã code ha. Vào download. Code. Đây, cái fanpage đây. Đó. Copy cái fanpage này ha. Và các bạn nhớ đổi tên. Đổi tên lại. Copy ha, Ctrl C copy. Và mình cho nó một cái văn bản. Văn bản đây. Đây văn bản đây. Thêm vào. Vào phần văn bản ha, mình dán vào. Và các bạn sửa cái tên fanpage thành cái tên fanpage của mình, của các bạn. Là sale IMK. Copy này ha. Và mình thay thế, nó có 3 chỗ để mình thay thế. Đó, và dưới đây nữa. Rồi, mình lưu lại. Trên này mình cũng lưu lại luôn. Rồi, mình cho thu nhỏ lại ha. Tiếp theo. Rồi, mình sẽ ra trang chủ mình xem coi. Đó. Nó có thanh tìm kiếm và nó có fanpage của mình đây. Rồi.
bạn có thể chỉnh lại số lượng bài viết hiển thị trên website ha, trên trang chủ. Đó, mình vào cài đặt nè, phần đọc ha. Và mình có thể chỉnh lên 12, 15, 15 bài, 12 bài ha. Các bạn chọn những cái số mà chia hết cho 3. Bởi vì một hàng của nó chỉ được 3 cái video ha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống, thấy bên cái widget này nó vẫn còn ngắn ha. Mình sẽ thêm vài cái nữa cho nó cân đối với nhau. Mình vào giao diện widget. Mình sẽ cho những cái website của mình vào ha. Các bạn sẽ chọn dòng thông tin size 3, thêm khoảng 3 cái đi. 3 cái nữa. Đó. Vì mình có 3 cái website mà. Website đầu tiên mình sẽ cho là http 2 chấm xệ xệ tạ ma chung .com ha. Rồi. Ok. Lưu lại. Và cho nó nhỏ lại ha. Rồi cái tiếp theo mình sẽ cho nó là học từ xa .net ha. Rồi, lưu lại. Cho nó nhỏ lại. Tiếp theo mình sẽ cho tủ sách vàng .net ha. Rồi, lưu lại. Rồi mình sẽ ra trang chủ mình xem. Đó. Nó có ba cái website của mình hiển thị đây. Mỗi website nó có 10 bài viết mới nhất. Các bạn có thể click vào xem ha. Đó. Vậy là nó cân đối rồi đó. Hai bên nó hài hòa với nhau. Rồi mình sẽ sửa thêm một tí nữa cho nó đẹp. Ví dụ đây là later video ha. Mình sẽ copy và mình sẽ thay thế cái đoạn chữ trên đây. Rồi. Các bạn sẽ vào bản tin. Đó, mình sẽ vào phần giao diện và vào phần sửa ha. Đó. Mình sẽ sửa trong cái phần index. Kéo đến phần trang chủ là index nè. Và các bạn sẽ bấm Ctrl F để mình tìm kiếm ha. Mình dán cái đoạn chữ vào đây. Đó, nó hiển thị ở đây rồi nè. Và mình sẽ thay thế cái lady video này ha bằng cái từ là face by night this by night ha. Ok rồi mình lưu lại. Rồi mình sẽ refresh lại mình xem. Đó. Vì chủ đề của cái website này là by Spina cho mình sửa ở đây luôn ha. Ok. Rồi tiếp theo các bạn sẽ sửa bỏ cái phần bản quyền này đi ha. Đó. Mình cũng vào phần chỉnh sửa luôn. Các bạn sẽ vào cái phần footer. Footer. Và mình kéo xuống tới đây nó có chữ bản quyền đây nè. Mình xóa đi ha. Đó. Từ cái pan này các bạn xóa đến cái pan này. Rồi. Rồi mình lưu lại. Rồi mình sẽ refresh lại ha. Đó. Nó vẫn còn cái dấu trừ. Rồi mình xóa dấu trừ đi. Rồi. Mình cập nhật lại. Rồi mình ra trang chủ mình refresh lại. Ok. Đó, vậy là nó mất hết rồi ha. Rồi. Và các bạn có thể cho nó co nhỏ lại. Đó, nó có giao diện mobile ha. Đó, rất đẹp. Và khi mà một người nào đó vào xem website của mình, họ click vào đây,
Đó, sẽ có video đây luôn ha. Đó, video đây luôn. Vẫn là cái tên miền của mình. Và nó có cả video đây luôn. Rất hay ha. Có thể mở lên xem. Đó, có chữ YouTube ở đây. Và chuẩn HD luôn ha. Thoại nó có vài cái quảng cáo. Mỗi lần đến cái chỗ vàng vàng đây là nó quảng cáo ha. Đó, mình phải tắt quảng cáo đi. Nhưng mà nó không có quảng cáo video ha. Nó chỉ quảng cáo banner thôi. Nên mình không bị làm phiền. Đó, nếu mà các bạn coi trên YouTube thì thỉnh thoảng nó có quảng cáo video rất là phiền. Còn mình xem trên website thì nó chỉ xuất hiện những cái quảng cáo banner thôi. Ở những cái điểm vàng vàng này nè. Đó. Và các bạn có thể vào bài viết mình xem hoặc mình qua những cái tab khác ha. Đó. Và các bạn có thể sửa lại số trên này cho nó nhanh. Giờ sang tab 20. Đó. Và mình nhấp vào bài viết mình xem ha. Đó, cũng đẹp luôn. Bên dưới này nó có đoạn quảng cáo của mình. Đó, thì các bạn có thể làm một cái trang web với giá 500 ngàn. Hãy liên hệ số điện thoại của mình ha. Đó, và đây là cái trang web đặt vé máy bay của mình. Còn đây là trang web sell website. Còn đây là trang cái kênh YouTube của mình. Ok. Rồi mình sẽ kiểm tra cái tốc độ website này ha. Mình vào Paid, Google Paid mình kiểm tra. Đó, Paid Tool nè. Rồi, View Paid Insight ha. Các bạn sẽ copy cái link này. Copy. Và mình dán vào đây. Mình nhấn vào nút phân tích ha. Vì mình không có cài những cái link in trên website cũng khá nhẹ ha. Đó, được 64 điểm trên 100. Desktop được 78 điểm trên 100 ha. Đó, ở giao diện nó cũng rất đẹp. Desktop thì hai bên sidebar nó mất hết luôn rồi. Nó chỉ còn mỗi logo ha. Và mobile. Đó, mobile giao diện rất đẹp. Rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm một cái trang web về giải trí ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.